Rồi hãy chào nhà, chào anh em đến với kênh Nữ Hải nha. Thì lúc trước mình quay mình nói chuyện gà vịt nha, nhưng mà quay cái cây này lên và có trái nữa thì có một số anh em đặt vấn đề là hỏi xin giống của cái cây này nha. Và hỏi rằng cây này là cây gì, ăn được không? Thì thật sự đây là cái cây Hồng Quân Tứ Quý nha. Thì cái cây này đặc biệt có ăn cái là nó có trái quanh năm nha anh em. Hiện tại bây giờ á, là nó có trái được khoảng một năm mà nha. Mà trái nó là xuyên suốt luôn nha. Và mình có chiết một số nhánh nha, đặc biệt ở đây là mình tính dăm ra trồng thêm nhiều nhiều rồi thì lúc đó mới có thể chiết mà chia cho anh em mình trồng được nha. Quan trọng á là cái trái nó rất là to nha anh em, để mình quay lại trái cho anh em xem nha. Cái đây là trái còn non nha, mình so với ngón tay cái của mình nha. Đó. Đây anh em nhìn kỹ nha, nó bự hơn ngón tay cái mình nha, mà nó chín một cái đi là nó bự bằng ngón giò cái á. Anh em mình bóp ra khi nó chín hường hường thôi là anh em mình ăn ngọt rồi, chứ không phải như là chua, không phải là như Hồng Quân ở trên An Giang đâu nghe. Hồng Quân trên An Giang trái nhỏ xíu à, mà nó cỡ đó là nó chua với chát lắm. Còn cái này chỉ hồng hồng thôi là bắt đầu mình bóp ra là nó ngọt rồi đó. Đây anh em mình nuôi gà thì nên trồng vài cây như thế này nha, vào mùa nắng để cho gà nó núp ở dưới nó mát lắm nha anh em. Ở trên thì mình ăn được trái, đặc biệt ở đây là nó có trái quanh năm nha. Nhưng hiện tại giờ thì nó không có trái cho anh em mình ăn xem ăn được nha. Đây, coi những cái trái nhỏ nè, những trái già có, lứa lứa có, trái nhỏ có, đang ra bông có. Cho nên nó được gọi là Hồng Quân Tứ Quý nha. Thì cái giống này mình cũng không có mua nha anh em. Thì có một người bạn ở ngoài Hà Nội á, sẵn dịp vô trong Nam chơi có ghé mình chơi nha, tặng mình hai cây mà mình trồng chỉ sống có 1 cây thôi anh em. Thì cách này đã được 2 năm rồi nha, 2 năm mấy gì đó. Mà cách này nó thì cái cây này có trái cũng cả năm rồi nha. Anh em mình để ý kỹ nha, trái tròn vo bóng lưỡng mình quay gì nè. Chứ cái trái nó bự lắm nha. Đó. Còn bên cạnh đó thì có những cái trái nhỏ đang ra bông lum hết nha. Trái đùm đùm như thế này. Cái đợt này thì trái nó không được nhiều lắm nha anh em. Nó đợt rồi trái rất là nhiều luôn. Ăn nói chung là nó chín là mình ăn lai gai lai gai ăn hoài á, là không hết luôn á. Còn nhỏ vậy thôi, chứ nếu mà nó còn vài năm nữa nó bự nữa là bảo đảm mà bán luôn cũng được nha anh em. Nhưng mà thật sự cái này thì mình bán nó cũng không có nhiều tiền, ký vài chục ngàn thôi. Nhưng anh em mình muốn ăn là phải đợi theo mùa nha. Còn cái này là mình trồng kiểu này là không cần mùa anh em, ăn liên tục. Rồi ở đây cái phần này mình muốn chia sẻ với anh em nè. Đó, anh em mình thấy cái chỗ này, chỗ mình cắt không? Nó có mấy nhánh phướng nó vượt lên á, mình cắt ra nha. Tại vì mình có bầu hai nhánh mà nó không, ba nhánh mà nó không lên, cho nên là mình cắt mấy nhánh nhỏ này vô mình dâm thử như thế nào. Cuối cùng thì mình dâm trên cát anh em, và coi thành quả của mình sau khoảng một tháng mình dâm là như thế nào nha. Thì đây thật sự là một cái tín hiệu vui nha. Mình dâm không ngờ nó lên anh em. Chiếc nhánh thì nó không ra rễ, nhưng mà mình dâm thì có hiện tượng là nó sống nha. Tại vì có một số nhánh nó khô nó chết luôn, còn một số nhánh nó vẫn còn tươi và nó đâm chồi ra nha. Nhưng mà mình phải dưỡng nha anh em, phải dưỡng lâu lắm ạ, cho mình mới tự tin là nó sống được. Khi lá nó già lên, nó phát triển lên, rồi khúc đó là mình mới dám đào lên nha. Nếu nó có rễ là ok, có rễ là mình bảo đảm 100% là mình trồng sống nha. Thì lúc đó nếu mình dâm có số lượng nhiều, lúc đó thì mình mới chia cho anh em xài nha. Chia anh em về trồng để nuôi gà tạo bóng mát rồi chơi. Đó. Như cái nhánh này chết queo nè, nhánh ngay nhánh giữa luôn nha, nó khô gan luôn đó. Còn mấy nhánh còn lại thì nó mọc tược như thế này. Nhưng mà cái tược này là chưa có bảo đảm đâu nha anh em, chưa bảo đảm sống đâu nha. Tại vì nó còn tươi vậy thôi. Đó, nhánh này nữa nè, nhiều nhánh luôn. Mình đợi cái lá này nó già lên, nó thì lúc đó đó là ở dưới nó mới ra rễ nha. Còn cái này là chủ yếu là cái nhựa cây nó nuôi được cái chồi này thôi. Thì trong tương lai nếu mà ngon lành là mình dâm cái giống này ra nhiều lên. Tại vì mình thấy cái cây Hồng Quân này nó đặc biệt nha. Người ta có mùa, còn nó thì là có trái quanh năm suốt tháng. Đặc biệt là rất nhiều anh em hỏi vấn đề cái cây giống này, cho nên mình nghĩ ra vấn đề là chiết nhánh hoặc là dâm cành. Sau này số lượng nhiều thì mình mới có chia cho anh em nha. Rồi, hai cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Hải nha.